Nguyễn Thị Minh Tâm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy cùng với lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Ban Nhân dân Tỉnh ủy vừa đến thăm chúc mừng Giáng sinh giáo xứ Cổ Chiên và giáo xứ Rạch Dòng. Tại đây, bà Nguyễn Thị Minh Tâm gửi lời thăm hỏi chúc mừng các vị linh mục, đồng bào giáo dân hưởng một mùa Giáng sinh an lành, hạnh phúc. Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy cũng thông tin đến các vị linh mục và bà con giáo dân những thành tựu nổi bật của tỉnh về phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh năm 2022 và cho rằng kết quả có sự đóng góp tích cực của đồng bào giáo dân. Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy mong các linh mục, chức sắc, tu sĩ tiếp tục tham gia thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, chăm lo đời sống nhân dân, xây dựng quê hương ngày càng phát triển. Trước đó cùng ngày, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy cũng đã đến thăm chúc mừng Giáng sinh tại giáo xứ An Trường, giáo xứ Kinh Long Hội, ấp Nhà Thờ, xã Tân An, huyện Càng Long và giáo xứ Hòa Lạc, xã Lương Hòa A, huyện Châu Thành nhân dịp mừng lễ Giáng sinh năm 2022.